Hello anh em, lại là em Thiện này. Hôm nay em sẽ lên vài chậu mà nhiều thân cho anh em mình sưu tầm nha. Đó, chậu tặng 4 năm thân, 3 4 thân luôn. Tặng cây mặt hoa đẹp thôi, trái bình dân anh em nha. Rồi, bây giờ mình vào chi tiết cụ thể từng cây nha. Cây đầu tiên em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây Pinlafan. Pinlafan này thì gồm có tới 6 cọng luôn. Mà 6 cọng này đều là zin luôn, chưa khai thác em nào hết anh em. À này, mỗi cọng đều trên 20 cm. Này, lấy thước đo là cái hàng nhất đó, anh em thấy không? Làm tác phẩm là vô tư luôn. Thân nào thân nấy gần bằng ngón út. Này là 1 thân tơ, 2 thân tơ, 3 thân tơ rồi nè. Trời ơi, to bù chảnh lá luôn. Rễ nè, trong giống này trông sướng lắm anh em. Thứ nhất á, là bông to đẹp, thứ hai nữa là nó cây rất là khỏe, đi rất là phê, và đồ rễ, bộ rễ của nó nè. À, tuy thì em này á, thì bây giờ là số lượng nó nhiều, nhưng mà nói về mặt hoa nó nở cần rất là dài luôn. Cái cần nó dài đây xuống đây và cái độ bông nó to, nhưng mà cái điều là anh em ít chuộng là lý do là nó nhiều thôi. Nhưng mà nếu mà anh em mình nở một cái cây này tại vườn thì rất là mê, so với những cái dòng cây quốc dân như vàng đỏ xưa thì đẹp hơn nhiều. Bông to mà, còn cây vàng nó siêu bông đâu có to bằng cái này đâu. Đây thì cây Pinlafan, anh em thích siêu tầm hoặc là chậu này 5-6 thân rồi anh, 6 thân tơ, mỗi thân được trên 20 cm. Em cũng sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 1.200.000 nha. Có 1.200.000 thôi là anh em sở hữu được 5 cọng tơ nè. Đây rất là khỏe luôn, trời ơi, về làm tác phẩm y bài, có 1.200.000 thôi, rất là rẻ anh em nha. Rồi, tiếp theo em chia sẻ cho anh em đó là cây huyết lâm. Huyết lâm, huyết lâm này thì gồm có thằng này để ra được mầm này và một cái mầm đây, thì nó bị hơi lúc đầu cái mầm nó lên á, xong nó bị sốc á, nó bị hư cái lá ngọn rồi đó, bây giờ nó khô rồi thì nó vẫn còn hình thành hai cái mắt này. Thì thằng này đứng nha, thì bắt đầu thằng này nó sẽ đi. Thằng này đi nè, thằng này nó đi cái là bắt đầu này đứng ngọn rồi, này đứng ngọn rồi lên cái mầm, cây nó ổn định. Cây này thì em tách từ một cái chậu nái cách đây được 1 tháng rồi, bộ rễ nó ổn định, anh em coi rễ xanh này nè, đó nó đi phía dưới hết trơn này, chùm rễ xanh luôn. Đó, cây huyết lâm này em út sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 1.790.000 cho một cái chậu huyết lâm gồm thân mẹ là 18 cm, bên đây thân con là 15 cm đang nhú một cái mầm 3,5 cm và phía bên đây là một cái hồng vi ba vẫn còn hai mắt ngủ zin. Đó, giá để rẻ thôi anh em, chia sẻ cho anh em. Rồi, tiếp theo một cái chậu nữa không đáng để anh em phải đợi chờ, đó là cây gíp bay gót. Cây gíp bay gót này thì gồm có 5 thân 2 mầm, 5 thân 2 mầm luôn anh em xem. Bởi vì những cái thân mầm này là tách âm, tách âm mình nhú bên đây nè, xẹt bên đây một cái, bên đây nó nhú. Đó, rồi bắt đầu bên đây em khứa một cái là bắt đầu bên đây nhú hai cái mầm luôn, phần này thì mầm này mầm chính luôn. Rồi tổng cộng là 3 hướng nha, 3 hướng. Đây bắt đầu ra rễ, cây này lắm chậu rồi, gíp bay gót nè. Một chậu 5 thân 2 mầm, cây rất là khỏe. Đây số đo luôn cho anh em mình thấy cái độ to và khỏe nó thế nào. Cây này anh em về cho làm tác phẩm là y bài khỏi chê. Đó, mỗi thân là đều từ 15 cho tới 18 cm anh em nha. Gíp bay gót rồi, nghịch. Rồi, em muốn chia sẻ cho anh em chậu này với giá là 1.790.000. Cây ấm chậu, 3 thân, 3 mầm và đi 3 hướng. Cây vẫn chưa khai thác luôn nha, vẫn còn zin luôn. Ra hoa rồi, ra hoa rồi, chủng là nên cứ việc về chơi thôi. Rồi, 1.790.000. Rồi, tiếp theo một cây bình dân. Nãy giờ lên cây lùm, cây bự rồi. Bây giờ lên một cây bình dân cho anh em mình sưu tầm. Đó là cây tre vàng đỏ. Tre vàng đỏ thuộc dòng lá nhọn, nó tre, nó không có to nhưng mà nó nhỏ, nó xoắn mà nó thơm nữa anh em. Đó, dòng tre thì rất là thơm. Thì cái cây này là cây mẹ là tầm 20 cm, đang lên một cái mầm 8 cm đây, đi rễ nè, khủng khiếp luôn, một nùi rễ luôn, ổn định và ấm chậu. Rồi, đơn giản cho anh em thôi, 1.250.000 bao ship. Cây của em đa số là bao ship rồi, anh em đừng có lo về phần đó nha. Chỉ việc chốt cây rồi đó đầu là chỉ việc nhận cây thôi, ship em lo. Rồi, cây cuối cùng và cây đặc biệt luôn. Bữa giờ anh em hỏi có mầm nhỏ chưa, thì bây giờ em
tách thằng này thì nó hơi lâu quá anh em, thôi đưa lên một cái chậu như vậy anh em cảm thấy hợp túi tiền thì mình quất thôi anh em nha. Em chia sẻ cho anh em với giá cái cây pin vip. Đây là cây pin vip thì gồm có 5 thân một mầm, quên 4 thân nè, 4 thân một mầm. Thì cứ mỗi một cái thân này nè, thân này thì em đã khai thác một hướng, thân đây thì em đã khai thác một hướng. Thì thường một cái mầm như này có nó có tới 2-3 lần. Ví dụ như anh khai thác hướng này thì nó sẽ lên mầm này, anh em khai thác mầm này ra thì nó sẽ lên một cái mầm phía dưới nữa, dưới cùng. Bởi vì cây ấm chậu thì nó dễ lên mầm dưới lắm, còn cái cây nào mà mình tách ra á, nó không có rễ thì nó còn lâu ra cái mầm dưới. Còn chứ đang yên yên lành lành như nè, còn để như nè mà anh em tách cái là nó bung liền. Thì cái này là cây bà nội nha, 10 cm, cái mẹ 10 cm, cái mầm 7 cm đang mở lá. Đã một chậu này luôn, gồm có 4 thân một mầm, mấy cái thân củi sau cứ một cái thân là em khai thác một hướng rồi. Khai thác để chia sẻ cho anh em. Rồi chậu này muốn chia sẻ cho anh em với giá là 879k nha, 879k cho một cái chậu pin vip như thế này anh em nha. 879k. Rồi rất là đẹp luôn. Bởi giờ anh em hỏi có cọng nhỏ không, nhưng mà khổ quá anh em ơi, chưa tắt được. Anh em thấy nè, cái bộ rễ nó chưa có ra được nè, sao mình tách được cọng này. Cái nhất mày bèo nó phải tầm 2 tuần nữa mới ra được cái này. Mình tách được rồi mình chọn ấm chậu. Thôi bây giờ đưa lên cái chậu nè, anh em nào có điều kiện thì cứ quất cái chậu này gần cái chịu chơi cho nó sướng. Còn không thì mới đọc. Khi là thằng này nó ấm xuống rồi, để bám xuống để tắt âm chỗ này nè. Thằng này nó sẽ để một cái mầm nữa, đó là mầm gốc ở dưới. Đó, khi mà thằng này nó bám để nữa, tắt âm cái này nữa là thằng này ở dưới đây nó sẽ lên một cái mầm nữa. Đó, nên là em gọi ráng là 4-3 tháng, 3-4 tháng là anh em được thêm 2 cái mầm hướng nữa, tờ nữa. Rất là rẻ luôn, ổn định ấm chậu thì về chơi nó sướng. Rồi thì hôm nay em múc nó lên tàn là chậu nhiều thân cho anh em mình sưu tập. Anh em yêu thích cái chậu nào thì cứ nhắn tin hoặc là gọi điện cho em nha, em gửi cho anh em. Rồi anh em yêu thích kênh cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Chào tạm biệt anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.